Hi, xin chào tất cả mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nhé. Hôm nay thì mới có thời gian rảnh mọi người. Tại mấy ngày vừa rồi là mấy ngày rằm mọi người ạ, nên là rất là bận. Đây nè, mình bận đến nỗi mà mọi người nhìn cái tay mình nè. Thấy không? Moi gà đó. Đây nè, đây quay sáng sáng cho mọi người thấy. Chảy hết luôn này mọi người. Đó, moi gà nè. Xẹo nguyên cái chỗ này không? Mấy ngày không có mọi người. Tức là mấy ngày vừa rồi người ta cúng nhiều mọi người. Cúng rằm nhiều nên là bận quá không có thời gian rảnh để quay video cho mọi người xem về gà. Cũng có nhiều người hỏi cái gà mà mình quay cái hôm mà gà Bến Tre rằm là còn hay không. Cái bầy gà thì cứ về hết lại về nha mọi người. Gà đó thì hết thì vừa lại về mọi người ạ. Thì lại có để bán. Thì hôm nay mình vừa xem. Hôm nay là ngày này là ngày cúng xe mọi người. Nên là trại nào, chuồng nào cũng hết gà mái mọi người. Hôm nay thì chỉ còn mỗi gà trống không à mọi người. Đi đến trại nào cũng còn, kể cả con gà mái quẹt. Đấy, hôm nay thì mình đi bắt mấy lần rồi mọi người. Thì hôm nay đây cho mọi người xem. Không còn đến một con gà mái nào luôn mọi người. Hôm nay là ngày cúng xe mọi người ạ. Ngày cúng xe nên là gà trống còn rất là nhiều. Mấy vựa nào mà tham á, hôm qua bán hết gà trống á, lại về thêm gà trống nhiều nữa. Thì hôm nay còn đầy, tha hồ mà để mà dự trữ. Còn rất là nhiều gà trống mọi người. Bất kể mọi vựa nào cũng vậy. Còn toàn là gà trống không nha mọi người. Không còn một con gà mái nào hết. Đấy. Đấy, hôm nay mới là thứ bảy thôi. Thì ngày mai, bắt đầu đêm ngày mai. Đêm nay mới về nhiều gà mái để phục vụ cho mọi người. Đó. Thì chia sẻ với mọi người là cái ngày rằm này thì cái gà Minh Dư này cũng không nên mọi người. Không nên. Còn gà Bến Tre thì giá gà trống mái thì nó nên nên đều nhau hết là 100 ngàn hết mọi người. Gà Minh Dư á thì nó không nên nha mọi người, nó vẫn giữ giá tầm 60-70 với mọi người, 60-70, 65-75 nha mọi người, không hề lên. Đó, thì còn mỗi cái gà Bến Tre thì nó hút hơn mọi người, nó hút hơn thì nó lên cái giá là tròn luôn mọi người, chống mái bằng nhau. Bình thường thì mái hơn 10.000 hoặc là mái hơn 5.000, gà Bến Tre nó hơn khác với gà Minh Dư nha mọi người. Đó là do chủ vựa người ta bắt về cái lượng trống, lượng mái nó nhiều khác nhau nên là người ta quy định như vậy nha mọi người. Chứ còn gà Minh Dư thì cách nhau 10.000. Đấy, từ xưa đến nay là như vậy rồi. Đấy, toàn là trống không, đi chuồng nào cũng vậy, từ nãy rồi đi khắp mọi chuồng luôn, khắp mọi trại luôn cũng đều là còn trống không mọi người. Hôm nay ngày cúng xe, mình không ngờ là năm nay người ta lại cúng nhiều gà mái đến như vậy nha mọi người. Cúng rất là nhiều đó. Hôm nay thì toàn là còn là gà trống thôi. Đấy. Thì mấy hôm vừa rồi rất là muốn quay video luôn, gà rất đẹp luôn mọi người, nhưng mà không có thời gian. Tức là mình mấy hôm vừa rồi mình bán có một mình thôi, không có người phụ á, nên là không có rảnh để quay mọi người. Đấy. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và hy vọng là mọi người sẽ ấn vào like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để cho mình có thể có nhiều những cái chia sẻ hơn nữa ở những cái video lần sau nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bữa nào có gà đẹp và giá khác thì mình sẽ báo giá cho mọi người xem luôn. Còn bữa nay thì giá nó vẫn ổn định. Gà Minh Dư ngày cúng thì giá nó vẫn ổn định nha mọi người. Đấy, xin chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, mọi người nhớ ấn vào like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với nhá. Mình đang ở trang trại nhưng mà mình không phát trực tiếp được mọi người. Tại vì kênh của mình chưa có đủ là 1.000 người đăng ký mọi người. Nên là chưa có phát được. Kênh này chưa có phát trực tiếp được nha mọi người. Cảm ơn mọi người và xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Bắt cả mái chú. Mái trống. À, ông chú. Hôm nay thì hết mái rồi. Rất tiếc. Chào mọi người ạ.